chào tất cả mọi người đã quay trở lại với thất bại của cái món gà, cái gà gì, gà bạc lá sen, anh em mình quyết định phải làm được món vịt sen thật là ngon. Châu ấy. Thế nên là hôm nay anh em mình đã chuẩn bị một cái lưỡi khủng long. Lưỡi châu, lưỡi khủng long ấy. Lưỡi châu bọc sen. Hôm nay mình sẽ nướng kiểu gọi là gì nhỉ, cái gì điện lực nhỉ? Lưỡi lợn chui chui, nói chung là đào đất lên đấy, nhét xuống đất xong đốt đấy, okay. Nó gọi là cái gì, lửa địa ngục ấy nhỉ? Tao cũng chẳng biết. Tao định nói nhưng mà tao quên mất đấy. Tao định nói cái gì rất, một câu đấy rất là hay nhưng mà tao quên mất. Món lưỡi tào lao. Ấy, mình sẽ đem gia vị đây để ướp. Anh đi rửa đi đã. Từ từ. Xỉ nó ra đã không à. Cái này nó dày quá. Qua rồi đấy. Cái này nó dày, tao cái độ tin tưởng mày rửa thì tao kiểu gì tao vẫn phải rửa lại. Bắp muối đấy. Em có, anh không thấy em cho nước sôi vào cạo trắng đấy à? Thôi. Thật đấy. Chúng mình mày đến nướng kiểu gì không? Uầy. Thì cho nha, ướp xong nha. Xong rồi mình bọc hết lá sen vào, úp nồi xong rồi đào đất xuống. À đấy, mình lấy cuốc đi đào đấy. À đào cái hố cũ của mình kìa. Đào sâu xuống. Thì nó đốt. Tao có một câu gì về địa ngục rất là hay mà tao lại quên mất. Điền. Đấy thôi, từ từ. Không lảm nhảm nữa, đi ướp cái đã. À đi rửa xong ướp đã. Món lưỡi bọc là sen đầy đọa địa ngục. Nhớ đi. Nhìn. Nhìn bông sen này chưa nổi, nhìn như bông hồng à. Đi. Sao mà thơm. Thôi ông ơi. Ông không cần. Thơm lắm, anh không biết thì thôi. À, anh cho nước mắm vào đây em. Đấy. Nước mắm thử. Ôi. Ui, nhìn tàu chị này ngon không? Lấy cuốc cào cái đằng sau lên đây. Thôi. Nó sen thơm mà. Con ơi mẹ trúng lô, mẹ thơm cho con đồng 100 euro. Ui, ngửi cái này sướng, dễ chịu. Ngửi. Bên bạn các bạn ngửi quả gì mà phải nghiện không? Càng ngửi càng nghiện, muốn cắn nè. Muốn ăn luôn, ăn mà hơi chát chát được. Cái quả gì chưa? Quả thị ấy. Chắc đến như thị. Đến nhá. Chưa nhỉ? Tao chẳng biết, bây giờ tao chẳng thấy còn cái thị rồi. Còn nhưng mà chưa quả. Kìa, lấy cuốc cào đằng sau ra. Đây, đằng sau kìa. Cắn hết lên. Làm việc cái vận em động quyết đi. Tâm nha. Vận động đi cho lớn. Đến mùa thị này, em sẽ làm một tủ thị khổng lồ. Em chui vào, em ngửi, vừa ngửi vừa ăn. Tủ sách, ngửi thị, 24 giờ. Sao mày không ngửi lá thị ấy? Không. Ôi, lá thị mà nhét vào lỗ đít này, dám đấy. Ngày xưa hay đem lá thị đặt lên bàn cô giáo, bàn cô giáo, ghế của cô giáo. Mới cả cái quả móc nữa. Quả móc bôi vào ghế cô giáo là cô giáo mọc máy. Láo, còn mất dạy, cô giáo đuổi học. Ui ghế này. Ui dồi.
mày. Chưa đâu, đấy đâu, úp nó lại rủi mũi. Ừ, hấp dẫn không mọi người? Anh đào cái này làm gì? Để cho chúng nó thì đốt rồi lau hỏa diệm sơn. Cháy đây, hỏng đây. Cháy gì, hôm trước là vịt nướng bị lỗi thôi. Ừ. Này em bắt được con dế này. Sao anh chả làm món cháo lưỡi này? Gì? Nấu cháo ăn đi. Nấu cháo? Em chưa được ăn bao giờ. Anh em đi ăn suốt mà chẳng có em ăn bao giờ. Cứ tận tối bảo đi ăn đêm. Bảo là em xin đi chẳng to, bảo đi ăn cháo lưỡi em xin đi mãi chẳng to. Sợ em ăn mất phần là chẳng biết. Thì em vậy chứ. Cháo lưỡi. Đi lại còn khuê. Quay đi, quay đi ăn cháo lưỡi à? Cháo lưỡi. Bảo, vâng. Bảo, thế đi, không cho em đi, cho em ăn bún ngan cũng được. Chẳng trò. Mà biết nó đi ăn cháo lưỡi đâu không? Thiểm mấy trường cần cười. Thiểm. Thế mày biết nó đi ăn cháo lưỡi đâu không? Không phải quán ăn đêm à. Ừ. Bảo đi cho đi ăn ốc cho này bún ngan cũng được. Chẳng trò. Cháo lưỡi là phải có người yêu. Mà em ăn có một bát thì có ăn nhiều đâu. Nói chung là mày không ăn được cái món đấy đâu. Không ăn được, ăn được hết. Cháo lưỡi đâu có nuốt lắm. Ui, ui, dê, dê, dê. Đó con thứ ba. Nói đi ăn cháo lưỡi ăn đi bà. Ừ. Có phải là mày trước khi đi ăn cháo lưỡi nó hay gọi điện, nó gọi điện với người yêu không? Ừ. Thế nên là đấy là nó cháo lưỡi người yêu nó nấu cho ăn đấy, mày phải có người yêu thì nó mới. Thế cho em xin một bát thì được à? Không ăn được, khó ăn lắm. Nấu rồi bò cái chi nấu cho ít cháo lưỡi. Bây giờ à em lưỡi đây thử bắt vào mấy con rắn. Em vừa bắt được hai con gì đem lưỡi trong đây, lá sen nữa đấy, xong rồi mình sẽ lót xuống đây này, úp này, đốt thật, gọi là lửa như kiểu lò hòa diệu sơn. Lá sen, lá sen. Ấy, sao mới lại thả dế vào đây? Dế đây không sống đâu, em chẳng ngon được cái gì nó yêu. Đấy đây em nướng. Nướng thì cho ra ngoài. Nướng đây cháy đèn, lấy lá sen. Nhanh lên. Ok. Lá sen, lá sen. Lót xuống đây. Nó xuống đây. Cá sen sao nó cứ bị cháy xám hết nhỉ? Cháy nắng quá. Đây. Ôi, còn một cái tàu mỏng nữa chứ chứ. Tàu mỏng nữa để ta lót lên dưới. Xong rồi đặt vào như kiểu úp nồi á. Ừ. Thế chả bảo là úp nồi thì lại còn hay tàu lao. Hay là mày lại thích nấu cháo? Không. À, ừ. Ăn cháo lưỡi đi. Chưa ăn bao giờ. Anh cho nhiều hành vào. Từ từ cho tất vào đây. Hành, lá sen thơm lắm. Nước mũi. Cho tất vào. Tất vào. Lá sen á, thì nó đừng có ngửi lại vị lá sen của em á. Ấy thế nữa, đất nó bay vào. Chua, chua. Ít nhiều vào, không nó cháy mất. Nhưng mà món này nhanh chín lắm, anh nhỉ? Món này ngon lắm, món này à, nó chín đều lắm. À. Mọi người chẳng biết đâu. Khoảng tầm 30 phút là nó chín thôi. Anh rất là nhanh chín. Lấy đá chen nó, chen vào đáy ấy. Bây giờ mày kiếm củi, đặt một hòn đá đây này. Em đi về củi nhá. Cho nó kít từ đây này, đó, cho nó đỡ bập bồng. Đi, xong rồi đốt thôi. Về củi nhá. Đó. Ấy khéo khéo đá đất xuống ấy. Không bới lên đi. Không phải bới, kệ nó. Tí nó nóng chín hết.
Thôi mày biến đi. Anh lấy mẻ cái nhà đốt lên xong rồi mới đặt lên. Mày. Cái này dễ nấu nhỉ. Với lửa đây. Đấy. Mày. Đó. Em tan mùi hành với mùi mắm này. Đi rửa tay rồi đấy. Ngoài vẫn mùi. Con lên nữa rồi miếng. Đấy. Giờ chỉ còn vấn đề thịt ra. Đợi để tí nữa là chi. Làm sao lấy được nó nhỉ? Vùi đất vào. Vùi đất vào làm gì? Thế lấy ra kiểu gì? Tao cũng chịu biết được. Gì đấy nè. Gạt than lên. Nhưng gạt than lên nó lại đấy hết vào đấy nhỉ? Đấy nó còn ăn được. Quên mất tao không tính đến nước là lấy lên. Tại vì lấy lên nó bẩn rốt mất. Rốt thì cứ thích thể hiện. Lấy lên nó lại bẩn mất nhỉ? Bây giờ phải gạt sạch cái này gì đã. Lấy được nó lên. Ôi, chơi dại rồi. Mà không biết là còn ăn được không ấy. Thế từ lúc nào mà xem phim. Anh khuêu cái này ra. Chứ phải từ từ. Giờ phải khuêu sạch đi mới nhấp được nó lên. Ui. Chê bảo nó cháu lưỡi chả nâu. Cháo lưỡi. Mày rứt cái cháo lưỡi nhỉ? Mày ăn được bọn... Ăn được bọn cháo lưỡi đấy mà ăn. Trời ơi, ai chả ăn nữa. Quên mất là không tính cái nước là đấy lên. Thằng lấy ra con đào. Tí nó mà cháy chả dầu rồi. Thằng lấy con đào đây. Gì mà mực này á? Đấy. Đấy đấy. Mày thích cần không? Tao lại vả cho mày gãy hết cả răng tiền đạo. Ồ, bây giờ cái gì chả trồng được. Trồng, mày thích gì trồng răng? Trồng được ngay. Mày thích gì trồng răng không? Ừ. Mày tin là mày răng môi mày lấn lộn không? Ừ, này thì chẳng nghĩ được. Mày tin là răng mày trôi vào mồm không? Ừ, lại nhổ ra được. Răng môi lấn lộn. Bây giờ người ta chỉ giữ từ con trai cho con gái là được. Thì trồng răng, trồng mỹ là được. Ờ, được đấy, hả? Anh làm gì mẹ? Im mồm. Đói lắm rồi đấy, một cái ông cháy anh nhanh lên cùng copy. Nói đi cái, anh hại đi nào. Trong tí nó lại bị cho anh nhắm vào lá. Tao có bị ngu đâu. Bao nhiêu lần ngu rồi con. Tao rồi còn ngu nữa, lấy tay ấy. Ừ. Cũng làm nhưng mà ăn gì đấy kìa. Đớp như cẩu. Em cần đi lấy củ gì lấy đâu ra. Ừ. Tao không khiến. Thế mà lúc kia khiến ghê.
Bên thích kiến không? Hả? Bỏng á. Bên thích kiến không? Hả? Đá. Đi, làm sạch rồi. Lấy cái tàu tàu lá kia để tao tao quét cái chậu cho nó sạch. Được không? Quan trọng là phải dọn sạch ở đây này. Để bắt đầu mới lấy được cái này lên này. Cành cái gì ạ? Đây đấy. Quét nó ra. Chiên để nhìn chỗ than như cô như anh thôi. Đấy, thông minh vậy. Đốt nứt cả đá này. Ủa thơm lắm rồi đấy. Thơm nè. Phải thơm. Tao chưa biết đấy. Mày lấy một cái rễ hoặc cái gì để tao chuẩn bị tao lót. Áo anh ơi. Không. Tao hy sinh nhiều áo ấy. Đi. Đấy, từ từ. Nhấc một phát nó lên được luôn. Nhấc nó lên, lấy cái mâm đây. Lấy cái mâm đây. Hơi bị xem xém một tí mọi người. Em cho cái răng vào luôn nhé. Ừ. Có đũa này. Trời trời trời. Ôi ở dưới cái nó chưa chín đấy. Anh à, chín rồi. Có một con dế nữa. Dế cái mế ấy, đời đấy mà moi. Dế quay nước à? À, chà chà chà. Em được tìm con dế nữa. Hơi hơi cháy một tí mọi người ạ. Ngon ngon nhỉ, ngon đấy. Đây này, nhưng mà phần này không chín hết rồi. Nó chỉ màu thế thôi. Thử xem nào. Anh nhưng mà em phải dặn trước anh. Sao? Không ăn tỏi. Sao? Em đánh rắm. Ôi. Anh đánh rắm kinh. Ôi chít 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 chít. Cho em miếng. Đấy. Cắt cho miếng nhỏ. Miếng tỏi đặt vào rau mà nó thơm rau này. Chín rau. Ui chín. Vừa chín tới. Cắt cho em. Đấy đấy. Cắt miếng nhỏ nhỏ ăn vừa mồm ấy. Bỏng. Đấy. 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 Mời bạn nha. Mời bạn mừng lưỡi trâu. Mời mọi người nha, lưỡi khủng long ấy. Lưỡi trâu hương hoa sen này, chung nhầm. Ngon. Ngon rồi. Ngon. Tuyệt vời. Mềm cứ quăng, trời trời cứng cứng. Ăn gần như nằm sữa nhỉ. Phải không? Không. Giòn ngon lắm. Cái này gần giống ngâm nhầm chưa? Ăn đi. Ăn cá nước chấm với cả món ngon ngon. Nên muối một chấm. Ăn nước chấm đi. Hả? Tao ăn vừa rồi mẹ ăn mặn. Ăn mặn đái khai của mẹ.
Thì anh em mình xuống quán đi. Dạ. Xuống quán chụp ảnh cùng mấy anh kia. Cứ anh em mình vừa mở quán sữa mà cả. Thế nên là cứ ban ngày sáng em mình đi quay xong trưa mình lại xuống đấy. Cứ sáng ra đồng. Em nhớ nào đến em, ủng hộ cho anh tháng, em. Tháng nào em cũng xuống em đã một chai sữa. Béo người về. Đặc sản sữa Ba Vì. Ngon. Đây sao lại có gửi à? Chín ngon luôn. Chín ngon luôn. Đấy. Xong rồi bán miếng thịt này ngon này. Ngon nhỉ. Lần sau nhỉ, ôm muối cho hai sen bên kia thôi. Ngon lắm. Cho tỏi là nó mùi tỏi. Ngon. Phải không? Như tỏi mùi hành, à hành khô. Đúng rồi. Hành khô. Em làm cái tỏi đấy. Tỏi thì ngon, tỏi thì hợp với cái này. Hành khô, hành khô. Tại mày cứ vào. Hành không hợp. Tại mày cứ thích cho hành khô vào. Anh chờ với em nhé. Ăn lưỡi hay ăn thịt? Ăn lưỡi. Ngon. Hãy cho em một chân tỏi đấy. Tại sao? Hot 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 on hot. Nào, cầm đấy. Thế, ba nhìn này. Có ngoài nướng chỉ cháy trong tâm, trong vẫn ngon ngọt. Đó. Người ta gọi là sống ấy, hơi sống rồi. Dây dai mềm mềm. Mà đệ thích ăn sống. Ây! Ô dê, ô dê, ô dê. Không sao. Ôi, trước tí ra. Từ ra 360 ấy. Lại thêm tí máu nữa. 640 thế là 1 triệu. Sức tí ra 360, mất tí máu 640. Mất tí gân là gần 1 triệu. Mất ra máu là một tròn 1 triệu. Nhưng ra một bát chết thì em ạ. Thì đi xuống được cả, xuống hố. Không chết được. Mày chỉ một bát là hết. Em một chậu. Anh khô là mình chỉ. Mình chỉ chè này. Nó nhỏ lại thường chút. Ngọt lắm. Ăn mềm mềm. Ăn. Ăn ai. Nhưng mà đáng nhẽ ra không nên cho hành khô. Để cái thằng chúng này cứ thích ăn hành khô. Mà tỏi ngon mà. Tỏi thì ngon. Hành khô nó không hợp. Đây tỏi đây này. Anh ăn tỏi kìa anh dám. Ngó mà ạ. Thế mà không cháy nhỉ, vừa không cháy vào tới nơi vừa kéo ngon nhỉ. Đoạn cháy không bị đấy à, mùi đâu chỉ có mỗi cái đoạn hành khô à. Ngon. Đang tí. Không ạ. Chưa 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 thấy chưa hỏng vẫn nào nhỉ. Úp chậu ấy càng ngon. Các bạn cứ làm úp chậu ngon lắm. Úp chậu úp nồi nó dễ nấu mà nó ngon. Gà úp cũng ngon, vịt úp cũng ngon. Ôi lần trước ăn vịt úp chậu về đây ăn ngon.
ăn luôn. Thơm thôi rồi. À tí nữa không ăn hết tao về cho mày đem về mà nấu cháo nhé. Cháo lưỡi à? Nói nhá. Bảo anh mày nấu cho. Ok. Bảo người yêu anh mày nấu cho. Hơi sống ở trong này này. Không sống. Không. Đấy, về nục cháo lưỡi. Sống rồi. Ui, đoạn này vẫn sống. Ui, thế này sống nguyên này. Quên, cái đoạn này đáng nhẽ ra là mình phải chống lên. Kê nó lên hoặc là để cái mâm sát ở dưới thì nó sẽ có độ nóng. Nhưng mà đây là đặt xuống đất. Nhưng được ăn bại, một miếng. Bại gì mà bại. Nguyên cái này chín nguyên này. Thấy chưa? Cái sông thì cho em vừa nấu cháo. Ừ, đây. Đây đổ tao lâu. Được. Đây, cho mày nguyên cái phần này. Không. Tao lấy phần này. Cắt cho em ăn miếng hả? Không. Cắn miếng, cái mướn, cắn miếng. Mướn. Cắn một miếng cho em. Cái này. Ừ. Nó phải sừng trồn. Rồi. Ra đây. Mày. Chị miếng. Chị miếng. Kiệt thế nhỉ. Mày lấy hẳn cái khẩu to rồi nhá. Cái có chỗ này chín rồi. Tí nữa em xin chỗ này về cháo. Không. Đây miếng đây. Xin miếng em ngạm rồi. À. Ngạm cẩn thận ít thôi. Cái sừng trồn nhỉ. Bé thôi. Tao cho hẳn miếng to rồi đấy. Nhìn này, miếng to này. Nuốt, nuốt chừng luôn. Há mồm. Há mồm. Ai mà anh kiệt. Nuốt chừng. Cháy. Mày tít. Tao nhét luôn vào. Ai mà anh kiệt làm gì. Nhịn luôn. Ai bây giờ tranh đi, tranh đi. Cái tao tao phải còn nấu lại. Anh bảo cho em này nha. Chó. Chó nó điều. Thôi, clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Hơi lỗi một tí là cái phần dưới này nó chưa chín lắm. Không. Chưa chín lắm. Không, cái chín lắm cả không à. Đấy. Ở trên thì chín rồi nhưng mà kiểu như không kê nó lên đấy. Hả? Chưa chín đấy. Nếu mà đốt tiếp thì ở trên nó lại cháy mất. Thế nên là ăn được có mỗi nửa. À. Thôi bye bye các bạn nha. Thôi, nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, share, comment và đăng ký ấn chuông bên cạnh nha các bạn nha. À, và ai mà đi lên mà khu vực Ba Vì chơi thì nhớ qua ủng hộ quán sữa của anh em Tam Mau mình nha. Đặc sản Ba Vì đấy. Ơi rồi em với. Chơi. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamau TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamau TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện
một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. À, và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.